Ok luôn mọi người, thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với tựa game Tonic nha. Thì trong tập trước mình đã mở khóa được cái chỗ này nè. Mình sẽ chạy vô. Sẽ bỏ qua mấy con này đi ha. Ấy chết cha. Ây da, ây da, ây da. Chạy trong này luôn. Đây, có vẻ là kích hoạt được cái trụ bên phải rồi, bữa mình kích hoạt được trụ bên trái. Đánh luôn con này. Yeah. Đây, mình sẽ kích hoạt bên này. Ok, vậy là được. Đây, nó đã mở được cái cửa ở đây rồi. Sẽ đi vô. Wow. Đây, thấy ghê quá vậy. Từ từ. Để mình ra mình xếp một phát đi, sẵn hồi máu luôn. Nhìn nó hơi ghê. Ở đây có đường. Đây, chỗ xếp nè. Để xếp lại cái đi. Boss thì mình lấy thêm pháo đi. Mình sẽ bỏ qua mấy con này luôn. Sẽ vô trong này nhìn có vẻ giống như chỗ đánh boss quá. Nguyên cái phòng trống này là chỉ có đánh boss thôi. Ủa, ở đây cũng có chỗ xếp mà. Đó đó đó, ở trên kia có nguyên cái chỗ trống nè. Ủa, không phải đây à? Chắc trên này rồi. Ôi ôi có mùi à. Rồi đúng rồi, đánh boss luôn. Dạ. Ồ, đằng sau có chỗ đánh được. Chạy ra đằng sau. Đây đây. À, nó chỉ bắn đằng trước thôi, vậy mình cứ vòng ra đằng sau là được. Đây, chém đây. Nó cũng chỉ có tấn công tầm xa rồi. Nên là rồi. Hiểu rồi. Rồi đánh thì chỉ cần ra đằng sau nữa thôi. Nó chỉ đánh trước mặt nó thôi. Nên là đây muốn đánh thì mình cứ ra đằng sau thôi. Con này có vẻ dễ hơn cái con lần trước nữa. Chạy ở trong người nó là nó không quánh được. Đây, hơn nửa cây rồi. Đấy. Cứ giữ nút chạy thôi. Đây đây sau đít nữa. Ô chém hụt rồi. Cơ dọc ra sau nè. Chém. Ui mới đập được con cái. Con bay bay thì chắc nó cũng không bắn chúng mình đâu, nên cũng chả quan tâm con đó chi. Mình di chuyển nhiều là nó không đánh được.
Ui. Hơi ẩu, hơi ẩu. Đấy, cứ đi sát cho người đó là ok thôi. Chắc có vẻ có hơi lâu thôi chứ. Đây nè, rồi chim. Hình như lần chém được có 2 phát rồi. Đây. Ui, chém hụt rồi. Đây nè. Đấy, xe. Bắn thì cứ chạy vô người đó thôi là xong. Đây, chém 2 phát. Đây, 2. Ui, tưởng chém được phát thứ 3 rồi chứ. Đi ra, dùng không chút. Cứ chọc cho cái đích nó là được. Ôi. Bị kẹt. Ủa sao tự nhiên nó bị nổ vậy? Đây, đây. Ôi gì mà hụt kìa. Cái chỗ này nó có mấy tảng đá nó chặn rồi nó hơi khó đánh tí. Đây đây. Ây à. Kiếm, kiếm như mặt. Đây, tôi chọc ra. Kiếm 2. Ui, chúng ta đã hạ được con boss rồi. Oh yes. Con boss này nhìn nó to, nó mạnh vậy thôi chứ rất là đơn giản luôn. Ok, vậy là xong con boss rồi, cũng không khó khăn gì mấy. Ý, nó rớt ra cục gì nữa. Có cái cây gì đó. Nó có ốc quá vậy. Thấy để xung quanh có gì không. Ở đây không có đường đi rồi, chắc phải quay lại. Ok. Đi xuống dưới này. Ủa, có lỗ nè. Ờ. À, cắm con ốc mà. Con ốc này vô cái lõi á. Nó đi kích, nó mở khóa cái gì nữa. Một viên ngọc à. Ủa, một viên ngọc đỏ. Vậy là chúng ta đã thu thập được một viên rồi nè. Còn hai viên màu xanh lá và màu xanh dương nữa. Ok, mình sẽ xếp game phát. Rồi, chúng ta hết nguyên liệu để nâng cấp rồi. Hình như đứng ở đây nè, giữ A chúng ta có thể tele. Đúng rồi. Nhiều chỗ quá vậy. Thử chỗ này trước coi. Cũng chả biết mấy chỗ này dẫn tới đâu nữa. Ủa, con thanh kiếm rồi. Ờ, cái này lấy được không? Không có gì luôn. Chắc ở đây không có gì rồi. Rồi, qua đây thử. Ở dưới đó còn một chỗ, vậy qua đây trước đi. Đây. Là farm tí vàng đi. Đây, chém một phát nữa. Ok. Ta sẽ đi lên trên này.
qua đây. Đây, chúng ta có thể leo lên trên này. Vô lại cái chỗ cái cỗ máy lớn lớn màu đỏ như là nằm bên trái nữa. Đây bên này. Đúng rồi, đúng rồi. Ta đã kích hoạt được viên ngọc đầu tiên. Sức mạnh của viên ngọc đỏ nữa. Cái khối lõi bên trong nó có sức mạnh màu đỏ. À, cái vòng này giống như là nó kìm hãm sức mạnh của viên ngọc bên trong rồi. Mình đã phá được một vòng ngoài rồi nè. Chúng ta sẽ quay lại đi. Mình đi sẽ đi thử cái chỗ tele hồi nãy. Còn một chỗ mà mình chưa đi thử. Chạy qua xem thử. Cũng chả cần xếp đâu, máu mình vẫn còn nhiều. Còn chỗ này đây là vùng đất mới hả? Có chiếc quái mới đó kìa, để xếp phát đi. Đây có cái telescope rồi, cái kính rồi, để mình xem. Ủa, có con chim kìa, có bức tượng, có vẻ như đây là một cái khu mới. Mình sẽ đi bên này đi. Bên kia có cái dây mà mình chưa qua được đâu. Đây có con cua. Cái con này nó cũng yếu. Chém hai phát thì nó sẽ chết. Ây da, nó chém chúng mình rồi. Gì vậy? Gì bỏ chạy vậy ba? Tưởng nó tấn công mình. Đây có con chim nữa. Đặt cái này đi. Nó né được à? Xuống đây. Bắn liên tục là khỏi né luôn. Mà đổi lại là mình hết mana. Rồi để coi cái chết có cái nấm. Này có ba hướng hơn, đi bên này trước rồi. Có cái thành này. Ở đây có cái gì nè? Không có gì luôn. Chỉ là đi ngang qua thôi. Ui, không kiếm được. Để mình dụ nó qua đây đi. Đây. Một phát là chết. Rồi, sẽ đi qua đây. Rồi đi đâu nữa ta? Có một cái khối trụ ở trên nè. Đây có một cánh cửa. Mình chạy qua đây xem thử. Có đường vô. Trên đây thì có cái chết thôi. Đây. Có gì đây? Một thẻ bài. Có con cua màu hồng rồi. Bên đây là không đi được. Thì lý số. Không biết mình có bản đồ không ta? Đây là cũng đây có bản đồ nè. Mình đang ở khu này. Làm sao để đi qua kia đây? Không đi được. À, bên kia là mình phải đi từ bên này à, đúng không? Đâu được, đâu có đường đi. Để mò thử xem. Chạy bên này à. Ủa, bên này là leo lên trên này rồi, đâu gì đâu.
Quầy. What? Phải có đường đi chứ ta. Qua này thử xem. Nó bị phản đòn rồi. Nếu mà đứng gần thì nó sẽ bị phản đòn. Cũng hay. Này thì không đi được. Sao thấy dòng thưa ta? Có đi từ bên bên này. Bên này thì chặn rồi. Cái đường màu đen này bắt qua đây hả? Đường màu đen. Ủa, mình qua rồi mà. What? À, còn phải đi một đoạn nữa mà bị chặn mất tiêu rồi. Đi qua đây xem thử. Này đi ra lại. Bé như ở đây hết đường rồi. Bên này cũng hết nè. Không đi được. Đây thì cũng không luôn. Quèo. Thôi, thì mình đi quanh kia đi. Ở đây cũng bị chặn rồi. Bên này thì không có đường, phải đi qua bên kia trước. Thấy đường đâu ta? Dưới đây có đường hả? Dưới cái cầu thang. Ủa, có đường thật này. Ảo vậy. Ảo thật. Có con ếch nữa. Con ếch cầm dao. Ghê thế. Ôi, đường. Cái đó lệch đường nhưng mà đi qua đây xem con. Ui, cái con nhìn ghê quá vậy. Đó thì từ từ mình lên sau đi. Bên này thì không qua được. Ây chà. Xa quá chứ không tới. Ok, được rồi đó. Sẽ đi qua đây. Ây da, té rồi. Con này nữa. Rồi ok. Này như là dòng qua được bên cái. Ồ, không được. À, bên kia. Bên kia dòng qua được chỗ chỗ đóng cửa nữa. Đúng rồi. Đây rồi. Ui, mấy con quạ đây đây ăn xác của nhau vô. Ê, ai, ai. Nó trâu thế. Một em phúc miếng máu vô đó. Này, bắn đi. Đây, cho nó nhanh. Ui, ghê thế. Sẽ mở chỗ này. Ok.
Đó thì nãy mình đi rồi, cũng chả có gì. Bên này thì vòng qua kia được, mà bên đó thì từ từ đi, mình sẽ giải quyết bên này trước. Sẽ vòng lại bên này, leo lên trên kia. Hồi nãy có cái chỗ kích hoạt cái phiến đá nè. Đấy, lúc mà chơi trên bản đồ như là có cái chỗ ở đây. Rồi, có cái phiến đá nè. Cái con kia có vẻ nó không tấn công đâu. Ý cha. Rồi. Ô, cái máu đi. Má công chết nữa. Rồi, mình sẽ kích hoạt cái phiến đá này lên. Ta có một cái chest kìa. Ơ, không qua được. Ui, cái kia nó chạy cái gì xuống nhìn ghê quá vậy. Ui. Có vẻ chúng ta không nên đụng với cái thứ nước đó. Ấy, bấm lộn. Chà, hết mana rồi. Ok, hút miếng máu. Ê, có mana nè. Ui, lại gần cái nước đó cái là mình bị cái gì á. Trên này cũng có một chỗ leo lên nè. Con kia đang canh giữ cái gì đó. Không leo được à? Ê, gì đây? Nó kéo mình lên cái chết luôn. Ui, con nó nhìn khiếp ấy. Ê, hai con đó nhìn hơi căng nha. Ô, đâu, đi đường này chứ. Đấy, 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 cái con hồi nãy nè. Nhìn hơi bị căng á. Sẽ trả thù. Ủa, nó còn có chiêu lôi mình lên nữa chứ. Ghê thật. Ủa, chỗ này không đi được à? Chắc chỗ này chưa đi được à? Đây đây, cá lôi mình lên đi. Lôi lên lôi lên lôi. Đúng rồi. Dạ, đây còn một em. Đấy, đánh nó đi. Rồi, chắc cái này là phải có cái grappling hook hay gì á, kéo lên mới được. Ở đây nó kéo mình lên luôn rồi. Kiểu mình đi trước một bước rồi. Ảo thật. Thôi. Còn này thì đi được không? Không được rồi. Chắc phải đi đây. Đứng vô mình bị gì nữa. Ôi, đứng vô mình bị yếu luôn, không còn miếng máu luôn. Mà cũng đâu đi xuống được. À, có đường xuống kìa. Ok, đi xuống đi. Đây, thả dây ở đây nè. Ôi, đứng vô cái mất hết nguyên thanh máu của mình luôn. Ôi, đi lên reset lại thử coi được không. Ok, ổn rồi nè. Giờ sẽ chạy qua chỗ con ở đâu phải chỗ này. Cái chỗ có cái con Anubis á. Xem thử coi bên đó là cái gì. Chỗ kích hoạt rồi thôi, mình cũng chả còn quan tâm lắm. Ok. Đây, Anubis đây.
Pháo thôi được rồi. Kia là nó dẫn qua cái rương thôi. Được một tấm thẻ hình cái ly. Đó, cái nước nhìn ghê nhờ. Đấy, lại gần cái là mình mất máu à. Sẽ quay qua bên kia đi. Bên này có vẻ xong rồi đó. Con nào? Con cua. Để mấy con cua. Thôi, kệ nó cũng được. Ok, là xong bên này à, còn bên kia nữa thôi. Thì ok, mình sẽ tạm dừng video tại đây ha. Trong tập sau thì mình sẽ đi qua cái hướng còn lại. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ để lại cho mình một like, subscribe và comment bên dưới nha. Ok, bye mọi người.